Xin được chuyển sang một thông tin khác, thưa quý vị, vào ngày hôm qua, Tòa án Nhân dân quận 6 thành phố Hồ Chí Minh đã xét xử lưu động bị cáo Phạm Ngọc Minh về tội mua bán ma túy tại chợ Bình Tiên thuộc địa bàn phường 4 quận 6. Thông tin từ cơ quan điều tra, vào ngày 25 tháng 6 năm 2012, lực lượng trinh sát đội cảnh sát điều tra thành phố về ma túy công an quận 6 thành phố Hồ Chí Minh tuần tra đến ngã tư An Dương Vương và đường số 11 phường 13 quận 6, phát hiện Phương Khánh Hưng điều khiển xe mô tô mang biển số 59K1-28433 chở Phạm Ngọc Minh có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành điều tra. Trong lúc điều tra, Minh ném một bịch tinh thể rắn xuống đường thì bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ Minh cùng tang vật. Tại cơ quan điều tra, Minh khai đó là ma túy tổng hợp. Cơ quan điều tra công an quận 6 tiến hành khám xét phòng số 201, khách sạn Thu Nghĩa 1, đường 2C, phường An Lạc, quận Bình Tân, nơi Minh thuê phòng, thu giữ của Minh hai bịch tinh thể không màu. Minh khai là ma túy tổng hợp. Bên cạnh đó, cơ quan chức năng còn thu giữ một số dụng cụ dùng để cân và sử dụng ma túy tổng hợp khác. Bản thân Minh là con nghiện ma túy, để có tiền tiêu xài và sử dụng ma túy, nên từ cuối tháng 5 năm 2012, Minh bắt đầu mua bán chất ma túy. Khai nhận với chủ tọa phiên tòa, Minh cho biết trong quá trình mua bán ma túy đã thu lợi bất chính số tiền lên đến 40 triệu đồng. Quyết định tuyên bố bị cáo Phạm Ngọc Minh, tên gọi khác là Minh Mập, phạm tội mua bán trái phép chất ma túy, áp dụng điểm B khoảng 2 điều 194, điểm G khoảng 1 điều 48, điểm B khoảng 1 điều 46 của Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo Phạm Ngọc Minh, tên gọi khác Minh Mập, 8 năm tù, thời hạn tù tính từ ngày 25 tháng 6 năm 2012. Thưa quý vị, cũng trong ngày hôm qua, 8 tháng 5, Tòa án Nhân dân quận 6 thành phố Hồ Chí Minh xét xử lưu động bị cáo Đào Văn Luân về tội cướp giật tài sản tại chợ Bình Tiên thuộc địa bàn phường 4 quận 6. Thông tin từ cơ quan điều tra, vào ngày 27 tháng 8 năm 2012, Đào Văn Luân gặp một đối tượng tên Sang không rõ lai lịch. Đối tượng này rủ đi cướp giật tài sản, lấy tiền tiêu xài. Luân đồng ý. Sang điều khiển xe gắn máy biển số 52T8-2153 chở Luân về hướng cầu Hậu Giang. Khi đến trước số 194 đường Hậu Giang, phường 6, quận 6, thì Sang chạy xe áp sát một người phụ nữ để Luân giật điện thoại di động. Nhưng người phụ nữ cầm điện thoại quá chặt nên Luân không giật được. Sang liền tăng ga tẩu thoát. Sau đó Sang kêu Luân cầm lái để Sang ngồi sau chiếm đoạt tài sản. Khi đến trước số 74 đường Đặng Nguyên Cẩn, phường 14, quận 6, thì Luân phát hiện chị Phạm Thị Chọn đang đứng cạnh xe gắn máy trên lề đường và nghe điện thoại di động. Sang giật điện thoại di động của chị Chọn. Trên đường đi tẩu thoát đến hẻm 224 Phạm Văn Trí, thì Sang và Luân bị trinh sát công an quận 11 bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, Luân đã thừa nhận toàn bộ quá trình phạm tội của mình. Luân còn khai nhận trước đó, Luân và Sang đã sử dụng xe gắn máy cướp giật điện thoại di động của một phụ nữ trên đường 32, phường 10, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh. Tuyên bố bị cáo Đào Văn Luân, tên được gọi là Tí Anh, phạm tội cướp giật tài sản, áp dụng điểm D khoảng 2 điều 136, điểm G, điểm B khoảng 1 điều 46 và điều 45 của Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo Đào Văn Luân, tên được gọi là Tí Anh, 3 năm 6 tháng tù, thời hạn tù